Em ơi, kia bên đi anh mượn này, cái bây giờ dồn lùi. Bây giờ là một dồn lùi, hai lùi dồn, ba dồn lùi, bốn lùi dồn. Thế nói nhanh như thế có sao đâu. Rồi. Đoạn này đang lên dốc đây nào. Đang xuống dốc. Ba là dồn lùi, bốn. Làm gì có ba là dồn lùi. Nói nhanh mà nói là như này này. Tóm lại lùi dồn thế không, thế mà ba dồn lùi bốn lùi lùi dồn có thế thôi. Không phải một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười. Hả? Thì đấy tôi nói đến mười thì còn gì? Một dồn lùi, hai lùi dồn, ba dồn lùi, bốn lùi dồn, năm dồn lùi dồn, bốn lùi dồn. Bảy dồn lùi đâu anh đang dồn đâu? Bảy dồn lùi, tám lùi dồn. Chín dồn lùi tám và hài hốt mà. Đúng, là anh nhầm hai lần rồi. Nhầm lúc mình nhầm. Nhầm hai lần rồi. Câu lưu lôn nha, lưu lôn nha. Hài hốt mà. Đề nghị anh Ngọc là không lưu lôn nha. Nào bây giờ em nói đi. Nói để có 50 cành cái phải chuyện là dễ như ở thế thì ai chả nói được. Nào, 2, 3. Dồn lùi, 2, lùi. Chuyện này là buồn cười rồi. Rồi, nhiều lắm. Em nhiều lắm. Em cứ nhiều thật lực quá chứ. Lôi ra một đống đi thôi. Đây này. Chứng tẩy đi luôn đi. Sai sai. Không nhận được. Hả?
Ờ, nói xong xấu hổ quá không ngóc được lên. Câu thứ hai nó bị sai rồi. Dạ. Tôi dễ mà, nói đi. Nhiều làm sao được? Đâu. Là Tân à? Tân đeo kính trông như là găng tơ, xong là tay cứ khua khua. Trông mắt thì lim dim rồi, cứ như là găng tơ Hồng Kông ấy. Hai đứa, ba đứa phải đỏ chót mà chả đứa nào chịu nói gì cả. Hay là em vứt ở trong hang ấy. Vứt cái gì? Vứt cái gì á? Kìa. Tí nó mất mày quá. Không, em xả lên quên xong. Đây cho này. Ba bà đỏ chót như là găng tơ Hồng Kông thế này mà coi từ lấy giờ ngồi chả bà nào nào thắng xem có dồn lùi ra cái gì không nào. Đây là ủy ban cho anh người nhà cũng lùi rồi chối luôn. Thúy nào em làm phát cho anh nào. Lùi dồn. Dồn lùi 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 dồn đấy. Dồn lùi. Đó, tí nào. Em không đếm một, em cứ đếm mà dồn lùi lùi ra. Không, phải đếm cái này. Đếm nó mới. Đếm hả? Một chui lội. Ai hốt mà. Hả? Bao nhiêu? Mới đến 2 thôi à? Ai hốt mà. Là dồn lùi với lùi dồn thì vừa ấy vào cái là đã rùi đồn rồi nè. Đồn nó cạnh nhà ấy đấy. Không phải vào đâu, người ta phải máu lên nhỉ chứ. Chơi luôn cho nó chuẩn. Không phải chuẩn. Cà phê lên. Đâu. Chú Quân đứng lên nói câu ấy nhanh cho nè. Chú nói nhanh câu đấy cho nè. Nhà hàng chim tươi đa mai. Đấy. Gớm. Này. Hôm nay là Ngọc cái đi chả để ý gì cả mà chỉ để ý đến chỗ nào có chim này. Ai hốt mà. Em nhìn thấy nhà hàng chim tươi. Vừa mới đang đi cái đâu có tiên là nhà hàng chim tươi rồi. 5 km nữa thôi. Đâu. Đút cái đó cái đụt gì đấy đâu là sao nào? Đút cái đó là cái đụt. Cái đó là cái đụt. Ai hốt mà. Đi sang trái nha, sang trái và Hùng Vương nha. Sao? Bây giờ Đỗ Thúy nói được nhanh cái câu là ông bụt chùa Bùi cầm bùa rửa chuột.
ông bụt chùa Bùi cầm bùa đuổi chuột. Ông bụt chùa Bùi cầm bùa đuổi chuột. Ông bụt chùa Bùi cầm bùa đuổi chuột. Đấy, nói nhanh câu đấy. Nói nhanh câu đấy 200. Tăng giá là tăng giá rồi. Ông bụt chùa Bùi cầm bùa đuổi chuột. Kim cầm 300 và trả lời. Thì coi như là Kim xe trích ra 200 để lấy luôn. Thì ơi, thì nói đi. Thì nói đi, em cứ làm phát đi. Cho nó máu. Này, căng lại đi. Là, ông bụt chùa Bùi cầm bùa đuổi chuột. Nói nhanh 10 câu. Cầm bùa đuổi chuột. Ai hốt mà. Cầm bùa, cầm bùa đuổi chuột. Cầm bùa đuổi chuột. Ông bụt chùa Bùi cầm bùa đuổi chuột. Bùi. Rồi đi, rồi đi. Hả? Ai hốt mà. Em thế nào mà coi như là nó nhảy từ thì nó vừa vừa chứ. Em mới vào phát em nó nhảy từ rồi. Như hợp với đến câu thứ hai nó mới rùi. Em về đến câu thứ nhất em đã rùi rồi. Thank you.